tử vi thứ 6 ngày 2 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 9 tháng 11 năm 2022 âm lịch ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần xung ngày Đinh Mùi Ất Mùi xung tháng Giáp Ngọ Canh Ngọ Bính Tuất Bính Thìn thứ 6 này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 2 tháng 12 năm 2022 vận khí người tuổi Tý có nhiều khởi sắc nhờ có lục hợp che chở. Mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn của bản mệnh. Bớt đi rất nhiều lo toan vất vả và chăn trở suy nghĩ trước đó nhờ thế bạn càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa tạo ra càng nhiều giá trị lớn lao cho tập thể thiên tài trợ mệnh thu nhập của bạn cũng tăng tiến nhanh chóng chẳng những có khoản thu ổn định từ công việc chính chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình bản mệnh có thể kiếm được việc làm thêm giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc làm giảm niềm vui trong ngày của những chú chuột khi chuyện tình cảm còn khá nhiều rối ren. Đôi bên có những bất đồng về ý kiến nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Tuổi tí và người ấy đều có cái tôi quá lớn, không vì chuyện tình cảm mà từ bỏ những gì mình cho là đúng. Khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tuổi sửu ngày 2 tháng 12 năm 2022 tuổi sửu có tỷ kiên chiếu mệnh nên được nhắc nhở rằng cần sớm loại bỏ thói quen trì hoãn của mình nếu muốn sớm giành được thành công. Đây chính là vật cản khá lớn ngăn bạn chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra. Nếu gặp khó khăn trong việc loại bỏ thói quen ăn sâu bén dễ trước hết bạn hãy thử xác định những việc quan trọng để đầu tư năng lượng và tâm trí hoàn thành thay vì mất thời gian vào những việc không mấy ý nghĩa tức là lên kế hoạch với các công việc theo chế độ ưu tiên cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn đấy thổ khí vượng có thể khiến tâm tính của bản mệnh khá thất thường bạn thay đổi quá nhanh đến mức người bên cạnh cũng chẳng thể nắm bắt được lúc nào bạn vui hay buồn Điều này có thể gây ra những tranh cãi với đối phương khi bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. 3. Tuổi dần ngày 2 tháng 12 năm 2022 chính quan xuất hiện trong tử vi của tuổi dần giúp công việc của bạn vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn. Trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ. Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Xong lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé vận trình tình duyên của những chú hổ không được như ý trong ngày mộc thổ xung khác. Tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu tình trạng này kéo dài, một trong hai sẽ rất dễ có mối quan tâm khác bên ngoài, đe dọa hạnh phúc hiện tại. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4 tuổi Mão ngày 2 tháng 12 năm 2022 tử vi Đông phương ngày 2 tháng 12 năm 2022, tuổi Mão đụng độ hung tinh thiên quan nên vận khí khá bấp bênh. Điềm báo tiểu nhân xuất hiện, khuấy đảo các kế hoạch của con giáp này. Bản mệnh làm gì cũng gặp trở ngại, đã vậy còn dễ bị hiểu lầm là người tắc trách thiếu sự chuyên nghiệp. Có thể thấy vận trình của bản mệnh khá ảm đạm nhiều chuyện dồn lên đôi vai khiến con giáp này chỉ muốn bùng nổ không thể nhờ cậy được ai vì mọi chuyện đều phải tự lực cánh sinh dù vậy bạn vẫn phải động viên mình cố gắng kiên cường hơn để không bị khuất phục trước những chiêu trò mà kẻ xấu tạo ra mới mong có cơ hội lật ngược thế cờ vận tình duyên không được ngũ hành ủng hộ nên cũng không được suôn sẻ cho lắm mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn nhiều vấn đề nảy sinh, mặc dù cả hai vẫn còn dành tình cảm cho nhai nhưng lại chưa tìm được cơ hội giải bày, khoảng cách ngày càng lớn, khiến hai người dần xa nhau. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam tuổi thìn ngày 2 tháng 12 năm 2022 tương phá thái tuế xuất hiện gây không ít sóng gió cho vận trình ngày thứ sáu này của tuổi thìn. Trước hết là ở phương diện tình cảm. Hạnh phúc của con giáp này có nguy cơ tan vỡ khi mối quan hệ xuất hiện rất nhiều vấn đề nhưng chẳng ai chịu đứng ra hàn gắn. Tình cảm dần phai nhạt. Chính bản thân hai người cũng không có sợi dây ràng buộc về tình cảm thì khả năng xuất hiện người thứ ba là rất lớn. Có lẽ con giáp này nên thẳng thắn trò chuyện để cùng nhau giải quyết để tránh tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Công việc trong ngày cũng không được suôn sẻ. Bạn thường xuyên mất tập trung vì những việc bên lề. Bản mệnh cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để không ảnh hưởng tới tiến độ chung cũng như làm mất danh dự, uy tín của bản thân. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6 tuổi tị ngày 2 tháng 12 năm 2022 trong ngày có tam hợp hỗ trợ, người tuổi tị có thể nhờ cát khí lan tràn để hóa giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì những hiểu lầm trước đó vẫn chỉ là hiểu lầm, nếu có thể tháo gỡ thì không gì tốt bằng, tình cảm của hai bạn lại mặn nồng như xưa. Người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai hãy mạnh mẽ tiến về phía trước để nắm giữ hạnh phúc thực sự thuộc về mình nếu có thể mở rộng mối quan hệ thì hãy cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ quen thêm được càng nhiều bạn mới càng tăng xác suất tìm thấy chân tình thiên ấn nhập cục cho thấy dù công việc càng về cuối năm càng nhiều áp lực khó khăn cũng đầy rẫy nhưng bản mệnh vẫn có cơ hội để chuyển mình con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực sẽ tìm thấy được lối đi cho mình. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường đỏ. Cam quý nhân phù trợ, xử, dậu thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 2 tháng 12 năm 2022 người tuổi ngọ gặp cục diện tương hại, điều này có thể gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh công việc có điềm báo bị kẻ tiểu nhân phá hoại lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa đối phương vốn sinh lòng ghen tức với bạn từ lâu chỉ chờ cơ hội để gây khó dễ do đó bản mệnh nên giữ thái độ khiêm nhường hơn chớ để người khác nắm được điểm yếu của mình vốn dĩ từ trước đó con giáp này đang trên đà thăng tiến tốt chuyện gì cũng có thể xử lý tốt dù chỉ có một mình Chính điều này khiến bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ bụng dạ xấu xa, chỉ muốn tranh công đoạt lợi của bạn. Hỏa sinh thổ sẽ giúp điều hòa mối quan hệ vợ chồng khá tốt đẹp. Tình cảm ngày càng bền chặt. Nồng nàn cũng nhờ đối phương luôn làm mới bầu không khí giữa hai người, quan tâm chăm sóc con giáp này vô cùng chu đáo. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất dần. Mùi 8. Tuổi mùi ngày 2 tháng 12 năm 2022 sử mùi tương xung báo hiệu những thăng trầm trên đường công danh sự nghiệp của người tuổi mùi trong ngày thứ sáu này. Bạn có thể gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Áp lực từ cấp trên và từ chính kỳ vọng của bản thân đang khiến bạn căng thẳng vô cùng. Càng những lúc như này, bạn càng cần phải tự động viên bản thân cố gắng hơn nữa để vượt qua hiểm cảnh chỉ cần có tinh thần quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, bản mệnh mới có thể bình an sau cơn rông bão. Cũng nhờ cơ hội lần này, bạn sẽ bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn mà ngay cả bản thân cũng bất ngờ. Sức khỏe cũng là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là trong ngày thổ khí vượng như hôm nay. Sự thay đổi thất thường của thời tiết lại áp lực công việc khiến người tuổi này dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Để tránh được tình trạng này thì bản mệnh nên rèn luyện thói quen tập thể dục mỗi ngày, vừa tăng cường thể chất vừa mang lại tinh thần thoải mái. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, trắng. Vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tuổi thân ngày 2 tháng 12 năm 2022 xem tử vi hàng ngày, người tuổi thân có thể gặp bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung với người khác. Thương quan nhắc nhở bạn nên tạm hạ cái tôi của mình để lắng nghe ý kiến của đối phương xem sao, biết đâu bạn có thể tìm ra những mặt mà mình chưa từng để ý trước đó. Quá trình làm việc chung có xảy ra mâu thuẫn cũng là điều khó tránh khỏi vì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau do đó muốn công việc diễn ra thuận lợi thì bạn cũng nên tiếp thu ý kiến của người khác hãy kiên nhẫn nhìn nhận theo góc nhìn của họ để nhận được sự cảm thông nhiệm vụ nhờ đó cũng sẽ suôn sẻ hơn thổ sinh kim giúp vận trình tình cảm hôm nay nhiều khởi sắc bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua người độc thân cũng mở lòng mình hơn chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tuổi dậu ngày 2 tháng 12 năm 2022 sử dậu bán hợp, đây quả là một ngày nhiều tin vui và trải nghiệm thú vị với người tuổi dậu. Cắt tinh sẽ giúp đường tình duyên khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ vì thế mà ngày này dù làm gì hay đi đâu, bản mệnh cũng được người yêu kẻ mến giúp đỡ tận tình. có thêm thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi này không ngừng tăng tiến. bản mệnh không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng tạo điều kiện để bạn mệnh dạn thực hiện kế hoạch ấp ủ. Nếu trong ngày bản mệnh muốn thực hiện việc kinh doanh mới, khai trương cầu tài thì có thể xem xét đến hướng chính nam trong ngày thứ sáu này. Đó là hướng của tài thần. Sẽ giúp cho việc làm ăn được thuận lợi hơn. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11. Tuổi Tuất ngày 2 tháng 12 năm 2022 chịu tác động của cục diện tương hình, người tuổi Tuất có thể gặp phải không ít trở ngại trong công việc. Một vài rắc rối bất ngờ xảy ra, bản mệnh lại phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân. Con đường sự nghiệp cũng vì thế mà gặp phải không ít khó khăn. Ngày này còn có kiếp tài đe dọa Tuất cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Trong làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi từ những người đi trước. Đừng hoanh hoang ngạo mạn mà mắc sai lầm. Do ngũ hành thổ vượng nên tuổi tuất cảm thấy trong người mệt mỏi, gặp vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống không ngon miệng. Nhiều khi còn có cảm giác chẳng đủ sức để làm việc bạn hãy chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, ăn uống điều độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh kiệt sức nhé. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu. Cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tuổi hợi ngày 2 tháng 12 năm 2022 có tam hội che chở, tuổi hợi có quý nhân soi đường chỉ lối nên phần nào yên tâm hơn với con đường mình đang đi. Bản mệnh xác định được những điều mình muốn, không quá bận tâm đến những chuyện không liên quan mà chỉ tập trung tiến về phía đích đến mà bạn đã đặt ra. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chẳng được tốt đẹp và may mắn như vậy ngũ hành thủy thổ xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này khá lận đận có lẽ nhân duyên vẫn chưa đến thì cố gượng ép cũng chẳng được bạn cũng không nên vì thế mà nản lòng hãy cứ yêu thương bản thân mình rồi sớm muộn gì cũng tìm được ý trung nhân trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.